Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đi giới thiệu một trong những mẫu xe SUV phân khúc B của nhà Mazda. Đó là chiếc Mazda CX-3. Chiếc Mazda CX-3 là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan, nhưng mà vẫn hiện tại vẫn đang được Thaco hỗ trợ lên tới 100% thuế cho tất cả các phiên bản. Thì tại thị trường Việt Nam của chúng ta thì sẽ được mang về với 3 phiên bản là bản Deluxe. Trong đó bản Lê Bắc Deluxe đang được hỗ trợ chương trình giảm giá chỉ còn 564 triệu thôi. Bản thứ hai chúng ta là bản Luxury, là bản ở giữa, sẽ được hỗ trợ chương trình lên tới là chỉ còn 599 triệu. Và bản cao nhất là bản Premium là chỉ còn có giá là 646 triệu thôi. Thì ở tất cả các phiên bản thì đều được trang bị hệ thống la răng lên tới là 18 inch nhé mọi người nhé. Đây mọi người có thể nhìn thấy là la răng phay cực kỳ đẹp luôn, to bản luôn. Đó, hệ thống đèn là toàn hệ thống đèn bi led này. Có tính năng là tự động liếc khi mà chúng ta đánh lái, tương thích thông minh ALH. Đó. Và toàn bộ các phiên bản ví như là đều được khoảng sáng gầm hay là khung gầm, tất cả các thứ là như nhau hết cho tất cả các phiên bản. Đó, từ bản Deluxe cũng vậy. Đấy. Ở cái phiên bản Premium ấy, thì chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái gói là Mazda Active Sensing, sẽ gồm có cảnh báo điểm mù trạch làn đường, cảnh báo giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo phanh thông minh trong thành phố. Đấy, nó rất là nhiều các tính năng an toàn và nhân văn. Đấy, xe thì đều được trang bị gạt mưa tự động rồi. Đấy, thì tôi với các bạn sẽ đi qua phía sau một chút nhé. Đấy, thì đằng sau đây là hệ thống đèn định vị của hãng này, CX-3 này. Đây là phiên bản chúng ta đang quay ở bản Luxury nhé. Hệ thống hai ống xả kép đây. Đấy, cốp rất là rộng luôn. Đây. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy kìa, cốp rất là rộng. Đấy. Đấy. Thì để biết thêm chi tiết chương trình ưu đãi và giá lăn bánh cho tùy từng phiên bản, cũng như là chương trình khuyến mại cho cái dòng xe CX-3 này, thì các bạn hãy để lại thông tin cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ báo giá và hỗ trợ các bạn nhé mọi người nhé. Thì hãy cùng nhìn qua lại một lượt một vòng chiếc xe Mazda CX-3 mang thương hiệu xe Nhật Bản của Mazda, được nhập khẩu nguyên chiếc nhé. Đây là màu đỏ, là màu đỏ pha lê đẹp nhất của Mazda mọi người ạ. Thì để biết thêm thông tin thì mọi người hãy để lại số điện thoại cũng như gọi lại cho chúng tôi nhé. Xin chào tất cả các bạn.